những bí mật lớn của Lầu Năm Góc và siêu xe quái thú. Lầu Năm Góc, siêu xe, chờ bé, quái thú ẩn giấu nhiều bí mật lớn ít người biết đến. Thiết kế của Lầu Năm Góc nước Mỹ khá đặc biệt và ẩn chứa những bí mật lớn ít người biết. Tòa nhà hình ngũ giác tức là năm cạnh này có diện tích sàn tổng cộng là 616.518m2. Diện tích của Lầu Năm Góc lớn gần gấp 2 lần tòa nhà Empire State of New York. Tòa nhà được thiết kế dành cho 40.000 người làm việc, bãi đỗ xe có sức chứa hơn 10.000 ô tô. Cùng với đó là việc tòa nhà không được cao quá 4 tầng để không chắn tầm nhìn về Washington. Một bí mật bất ngờ của lầu năm góc công trình kiến trúc được thiết kế hoàn hảo theo chiều kim đồng hồ, gồm có năm hành lang giống hình nan hoa nối liền các phần khác nhau của tòa nhà. Theo đó thì nhân viên có thể đi bộ đến bất kỳ điểm nào trong tòa nhà chỉ trong vòng 7 phút. Tháng 10 năm 2013 thì Mỹ cho phát hành tờ 100 đô la Mỹ mới với những bí mật thú vị, cụ thể là chân dung của Benjamin Franklin vẫn được giữ nguyên trên tờ tiền mới. Tờ tiền mới có những đặc điểm bảo an mới và rất khó làm giả. Một trong những điều đặc biệt của tờ 100 đô la mới là giải băng màu xanh đứt đoạn bên trái chân dung của Benjamin Franklin. Đây không phải là lỗi in ấn mà là một phần trong đặc điểm bảo an được thiết kế để giúp người sử dụng dễ dàng phân biệt tiền thật với tiền giả. Theo đó, thì khi bạn nghiêng tờ tiền 100 đô la Mỹ, hình vẽ những chiếc chuông dọc theo giải băng màu xanh này sẽ biến thành con số 100 Giải băng này không phải được in ra mà thay vào đó được dệt thẳng vào giấy in tiền. Cody One của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama là một trong những chiếc xe an toàn nhất trên thế giới với nhiều bí mật ẩn chứa trong nó. Sở một vùng Mỹ gọi chiếc xe này là trời bé tức là quái thú bởi khả năng chịu đựng các cuộc tấn công hạng nặng cũng như được trang bị những trang thiết bị hiện đại. Sở dĩ bếp được xem là xe chống đạn tốt nhất thế giới là vì có lớp chống đạn dày tới 200mm. Thêm nữa thì cánh cửa xe nặng tương đương cửa của một chiếc Boeing 757. Kính chống đạn trên xe dày 127mm, gồm ít nhất là 5 lớp chồng lên nhau. Đặc biệt thì cabin của siêu xe tổng thống Mỹ tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, do vậy nó có thể chống lại các cuộc tấn công hóa sinh học. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.